hôm nay cái ông xã nói là cái này nó chiếm chỗ quá, cho nên là bây giờ mình dẹp này đi nè. Cái này là hành này hôm bữa đó, mùa cách đây 4-5 tháng á, là mình trồng á, mình lấy củ lấy lá, mà bây giờ nó thành hai cái củ, mà nếu mà mình để lâu hơn chắc nó thành củ lớn á. Thì ở đây nó có mấy củ đây nè, dễ thương không? Đây nè, mình nhổ được nhiêu đây rồi nè, ra đây mình xem nè, ra đây xem mà mình thấy nó lòi cái củ lên, bứng lên nè. Đây nhỏ xíu ha, chắc hành này ăn thơm lắm á. Thì ô cái chỗ này nó bự nè, đó bự không? Nó bự nhưng mà mình để thêm lâu chắc là nó sẽ lớn hơn nữa. Như đây bây giờ như đây nó có được khoảng bằng cái nắm tay của em bé thôi. Wow, sao nhổ lên nó nhẹ vậy ta? À, tại vì nó chiếm chỗ quá đó, cho nên thôi cái này mình không có chủ yếu là trồng lấy củ, chủ yếu là mình trồng lấy lá mình ăn, ai dè đâu là nó tự nó ra bông, nó ra bông nè, xong rồi ngắt bông đi thì giờ nó thành củ. Cái này nè, cái này hành gì đây? Ồ, cái bông đẹp quá. Đây nè, chắc phải hành củ luôn quá hả? Ồ, củ nhỏ xíu à. Ừ, dẹp chỗ đi phải không, cho nó rộng rãi. À, cái này nhẹ vậy ta, nhỏ xíu xíu à. Thì mình không phải là lấy củ mà mình lấy lá, cho nên là mình không có chăm sóc nhiều, không có chăm sóc nhiều, cho nên nó củ nó nhỏ thôi. Ô, cái bông này nó bị gãy đây nè, đó bông đẹp quá à. Bông hành này nè đẹp quá, bây giờ mình lấy cái này ra chắc mình rắc xuống cái nó thành hành cây nữa, cây hành nữa ha. Cái này là cây gì đây không biết nữa ta, mà nó cứ lên nhiều lắm, chỗ nào nó cũng lên đó. Này bứng lên nhẹ nhẹ tân nè, giống như củ kiệu quá ha. Cái này cây gì đây ta, để coi cái gì, không biết cây gì hết, mọc everywhere hết. Cái này là gì đây? À, cái này hành lá, cái này hành lá mà sao nó mập quá. Ok rồi, bao nhiêu đây, hành củ kệ đó, mình xào này chắc nó thơm lắm đó nha. Ồ, không có chủ yếu là trồng hành củ, chỉ là lấy lá ăn thôi, mà vậy cái lá nó mập dễ sợ không nè. Wow, nó mập ô là mập luôn. Hôm bữa mấy cái này nó ra bông hết rồi đó, xong rồi gái nó ra nó chơi, nó thấy bông đẹp quá, nó bức hết. Thì cái củ hành nó ra như vậy đó. Ok, thì ai có trồng hành củ rồi chắc là thu hoạch được, chắc vui lắm ha. Còn này mình không có trồng hành củ mà nó cũng ra củ vậy cũng thấy vui vui rồi. Ok thôi, chào mọi người, bye bye, see you later.